Hột làm cá được rồi. Hả? Hột làm cá được thịt. Ăn hột làm gì? Thế tôi phải nhân hột ra chứ chồng. Ra. Cho tao con quả này nha. Kìa nha. Mẹ bóc quả này nha nha. Không được chê. Đây bóc quả này mẹ ăn nha. Bóc quả này cho con ăn nha. Đây đây mẹ bóc nó cho. Con có biết bóc không? Này con này ăn đi này. Cầm lấy này. Mẹ bóc rồi. Há mồm. Này Mia há mồm ra mẹ bóc xong rồi này. Khoan không? Không ăn đúng không? Mẹ xít đây này. Nào hả? Nhanh lên. Ăn mãi kìa xong. Đi ăn ông ra mẹ đút cho nào. Nuốt chưa? Nuốt nhanh lên. Chúng mà ăn rồi, ăn mà ăn.
Em ơi, thằng em, con đi đâu đấy? Thấy rồi. Em kìa. Tao há mồm ra rồi. Cô còn ăn mày đi ấy đấy. Thằng em mày nó đứng lên nào. Để đi hòa thuốc nè. Ui giời ơi. Đây này, quả bon bon này ngon lắm đấy Mi à. Thằng em thì đuổi ra khỏi nhà đấy. Ngon như này mà không ăn, chịu chúng mày luôn. Đây, nó ngon như thế này còn không ăn. Này. Ngon. Ăn ngọt gần chết luôn. Giờ nó cuối mùa rồi. Thằng em này thì cứ dính như khúc ruột. Úi dồi ôi. Đây. Nhìn nó ngon như viên ngọc cái này. Ngọt ngọt thế. Nào.